cho các bạn, iPhone ở thị trường Việt Nam thì luôn có một sự sống rất là mãnh liệt. Nếu như hiện tại thì các bạn đang sử dụng những dòng sản phẩm iPhone mới nhất như là iPhone 7, iPhone 6 hay 6S, thì nếu như các bạn mua cho người thân dùng hay là các bạn có thể sử dụng một chiếc máy phụ để nghe gọi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một huyền thoại của Apple đã ra mắt cách đây gần 8 năm, đó chính là chiếc iPhone 3GS. Thì giá 3GS qua sử dụng hiện tại thì chỉ còn 690.000, tức là khoảng gần 30 bát phở là các bạn đã có thể mua được sản phẩm này. Thì hiện tại Diệu Thông Minh đang cung cấp 3GS với nhiều hình thức, thì với phiên bản giá thấp nhất là 690.000 cho bản 16GB và bản 32GB là 890.000. Và hôm nay thì mình sẽ đánh giá xem là sau 8 năm thì chiếc iPhone 3GS bây giờ nó sẽ đáp ứng được những gì cho các bạn. Với mức giá khoảng tầm 5-600.000 này thì các bạn chỉ mua được những chiếc feature phone đúng nghĩa, tức là sẽ chỉ có những tính năng như là nghe gọi, nhắn tin hay là nghe đài FM thôi. Nhưng với mức giá này thì với iPhone 3GS thì chúng ta có một chiếc máy giải trí tốt hơn, có một cái màn hình màu và đặc biệt là nó sử dụng hệ điều hành. Vì vậy những ứng dụng cũng như là game các bạn có thể cài rất là thoải mái. Thì so với những sản phẩm hiện nay như Nokia các bạn dùng 110i chẳng hạn này, thì cái việc mà khó chịu nhất có lẽ đó chính là cái việc đồng bộ danh bạ. Tức là nếu bạn sử dụng một chiếc máy phụ thì khi mà các bạn có một cái chiếc máy chính ấy, mà các bạn muốn chuyển danh bạ qua, thì thứ nhất nó không hỗ trợ hệ điều hành và cái bộ nhớ lưu trữ danh bạ của nó cũng rất là ít. Các bạn chỉ có thể lưu được khoảng tầm 250 số thôi là đầy SIM, thì lúc đấy thì các bạn sẽ không thể lưu được nữa. Nhưng với chiếc iPhone 3GS này thì cái việc lưu danh bạ nó rất là thoải mái, thì các bạn chỉ cần có một tài khoản iCloud thì các bạn có thể đồng bộ, và ở đây thì nó cũng rất là nhanh chóng thôi. Thì những cái danh bạ đấy thì các bạn có lưu đầy đủ và nó sẽ hiển thị tất cả tên cũng như là có dấu. Trong khi đó thì với những chiếc máy mà feature phone ấy, thường nó sẽ bị mất dấu, nó những ký tự Unicode thì nó sẽ không hiển thị. Và đấy là cái lý do thứ nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái thiết bị có màn hình màu. Đó thì đương nhiên cái việc màn hình màu thì nó sẽ hiển thị cũng như là giúp các bạn trải nghiệm thích hơn những sản phẩm có màn hình đen trắng, hoặc là những sản phẩm feature phone cũng có thể màn hình màu nhưng kích thước nó rất là bé và độ phân giải không được cao. Thì với iPhone 3GS thì các bạn vẫn có thể xem phim, nghe nhạc rất là bình thường bằng cách chúng ta cài thêm ứng dụng. Ở đây các bạn có thể thấy là mặc dù cái chiếc máy này nó có cấu hình không mạnh nữa, có thể nói là cấu hình yếu ở thời điểm hiện tại với RAM chỉ 256MB thôi và có một con chip cũng rất hạn chế, nhưng các bạn vẫn có thể cài được rất là nhiều ứng dụng cơ bản mà chúng ta có thể dùng. Như ở đây thì mình đã cài, có thể các bạn có thể nghe nhạc bằng Zing MP3 này, các bạn có thể nghe online luôn đó, các bạn nghe online hoặc là có thể tải vào trong máy để chúng ta có thể nghe trực tiếp. Các bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng YouTube để xem video. Và cái điểm mình thích nhất trên chiếc máy này đó là nếu các bạn sử dụng với một chiếc máy phụ thì đương nhiên là sẽ không thể thiếu những ứng dụng nhắn tin OTT hiện nay như là ứng dụng Viber hay là Zalo, thì 3GS vẫn có thể cài được bình thường và có thể nhắn tin rất là dễ dàng. Như ở đây thì mình đã cài được Zalo này, và Zalo ở Việt Nam thì được sử dụng rất là phổ biến đó. Các bạn có thể, ngoài cái việc mà nhắn tin nó sẽ nhiều tính năng hơn cái trình SMS bình thường, nhắn tin miễn phí, nhắn tin không mất tiền, thì nó còn có thể gọi điện miễn phí luôn. Đó thì nếu như các bạn mua cho người thân thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này để tiết kiệm chi phí hơn. Hoặc là nếu chúng ta dùng một chiếc máy phụ thì nó cái tính kinh tế nó cũng hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm feature phone. Đó, Nokia thì các bạn nhắn tin SMS hoặc là gọi điện trực tiếp thì rất là tốn kém. Danh bạ thì cũng sẽ được đồng bộ tất cả từ chiếc máy của các bạn. Và nếu bạn nào không tin Zalo thì có thể dùng Viber. Đó, rất là nhiều ứng dụng OTT thì các bạn có thể cài thoải mái trên chiếc máy này, mặc dù nó không phải những phiên bản mới nhất đó nhưng mà vẫn có thể dùng được. Và một tính năng nữa đó là cái việc giải trí cơ bản. Đó thì ngoài nghe nhạc, nhắn tin ra thì chiếc máy này cũng có thể cài những cái game cơ bản như là các bạn có thể chơi Temple Run hay là bắn trứng cũng như là chơi game kim cương, thì những cái game này rất là nhẹ nhàng, thì các bạn có thể chúng ta mua một chiếc máy phụ để có thể cho trẻ nhỏ chơi chẳng hạn. Nó thì nếu chẳng may mà có rơi hay là làm hỏng thì nó cũng không quá là tiếc, bởi vì giá của nó cũng chỉ còn tầm 500-600.000 thôi. Nó như là một chiếc giá đúng tương đương bằng chiếc máy điện thoại cục gạch thông thường. Đó thì các bạn có thể chơi bắn trứng, có những cái game rất là cơ bản để giải trí sau giờ làm căng thẳng mà không cần phải những chiếc máy cấu hình quá cao. Rồi đó, hay là những cái game khác. Và đặc biệt ở đây là có cả luôn Facebook này, các bạn cũng có thể lướt mạng xã hội. Tuy nhiên cái tốc độ của nó mình lưu ý là do sản phẩm này nó ra mắt lâu rồi nên là khi các bạn vào ứng dụng thì có thể cái thời gian đầu load hơi chậm một chút, nhưng khi load xong thì các bạn có thể sử dụng các tính năng như bình thường đó, và chúng ta cũng không thể đòi hỏi được cái tốc độ quá nhanh trên chiếc máy đã ra mắt đến 8 năm rồi. Rồi và cuối cùng, nếu mà nhắc đến iOS mà không nói về cái tính năng nhắn tin iMessage thì rất là đáng tiếc. Các bạn nếu chúng ta sử dụng một chiếc iPhone và bây giờ muốn sử dụng một chiếc máy phụ nữa nhưng vẫn cần cái tính năng mà nhắn tin thì lúc đấy thì iMessage sẽ là một cái ứng dụng rất là hữu ích, và các bạn có thể nhắn tin với các bậc phụ huynh, nhắn tin bố mẹ mình nếu như sử dụng chiếc máy này. Thì với nền tảng iOS 6 trên 3GS thì các bạn vẫn có thể nhắn tin iMessage một cách bình thường. Nó chỉ không có FaceTime thôi, hạn chế của việc không có camera trước thì 3GS nó sẽ không nhắn được FaceTime, nhưng vẫn có thể nhắn tin iMessage mà không mất phí.
Và như vậy thì mình vừa giới thiệu qua đến các bạn những cái tính năng của chiếc iPhone 3GS đến thời điểm tại. Thì với mức giá chưa đến 1 triệu đồng, thậm chí còn chỉ còn 5-600 nghìn thôi, thì các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc máy đáp ứng cơ bản cho cái việc nghe gọi. Ngoài việc nghe gọi ra thì cũng giải trí ở cái mức gọi là phổ thông mà những chiếc máy feature phone thì không thể làm được. Chúng ta có một sản phẩm có màn hình màu, có hệ điều hành để có thể đồng bộ danh bạ, cài game ứng dụng và những cái tính năng giải trí như nghe nhạc, xem phim hoặc có thể chơi game nhẹ nhàng nữa. Và hiện tại ở dưới thông minh thì giá cho cái phiên bản 16GB là 690.000 và bản 32GB là 890.000, thì có cả hai chiếc máy màu đen và trắng như thế này. Đó, và ngoài ra thì những cái chiếc máy hình thức xấu hơn một chút thì có thể giá sẽ giảm tầm 50 đến 100.000, thì các bạn có thể qua lựa chọn để trải nghiệm và cũng như mua sản phẩm này để có thể là một chiếc máy phụ hoặc là có thể tặng cho trẻ nhỏ cũng như là tặng cho bọn phụ huynh, tặng cho người thân của mình để làm một cái chiếc máy mà không phải là chiếc máy chính. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.